Alo, chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình tiếp tục làm video để chia sẻ đến cho anh em một cái mẹo để anh em có thể bắn túc con bắn cá nhé. Và nói thực sự với anh em là tối hôm qua mình vừa mất 100M. Túc anh em ạ. Đéo là đâu mà trồi ra nhiều cá này. Bắn không kịp luôn á. Thôi đéo ổn rồi. Tình hình bắn cá như này là không ổn, nhảy ra đánh nháy đâu. Nhảy ra đánh tài xỉu rồi anh em ơi. Chứ bắn cá kiểu này toang 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 toang. Tài xỉu rồi. Bắn này đánh ra xỉu con cá này tự nhiên thì gãy quá. Một tay đã nào. Con này tài chưa cả. Chốt. Nói chung là thực ra ấy, cái bắn cá ấy, mới đầu vào mà nó may ấy, thì nó ăn rất nhiều, nhưng mà nó mà đã không may thì nó đen đen và cố luôn. Nên tốt nhất là đánh cảm thấy không được cái này anh em cút ngay, mình dừng ngay nhá, mình đừng đánh nữa. Mình bắn cá nhiều rồi mình cũng bị suốt cái trường hợp đấy mà. Ok. Đấy, anh em thấy hôm qua bên tài xỉu cái nó khắc bọt ngay. Mẹ. Con cá cực kìa các bạn chết này. 15, 3, 18 à. Con này xuống xỉu rồi nhá. Con này xuống xỉu rồi. Con này đánh kiểu gì nó đẹp nhỉ. Cứ đánh 1M4 đi đã. Đánh nhẹ nhàng, nếu mà tay này gãy tay sau mình sẽ đánh mạnh hơn. Mẹ đánh từ 34-32M bắn xuống được 21M, giỏi thật. Bắn cá vừa vào làm bài viên đạn. Nói thật là nếu mà gặp trường hợp như vậy thì không nên bắn nữa làm gì. Nói chung là tài xỉu nó vẫn là chân ái này nhỉ. Nếu mà để kiếm tiền ấy. Còn bắn cá bắn vui vẻ thì phải anh em bắn thoải mái. Trường hợp gãy tay này này thì là tay sau nhau sẽ chỗ mạnh này. Tay sau thì 17 cộng 421 thì con này anh em vẫn đánh tài thêm này. Chốt nốt tay cuối nghỉ anh em nhá. Đấy, nói chung là cứ chơi cái này hay hơn là mình tham gia cái bộ môn bắt cá mà đéo cho nó mệt. Các ông, nhưng mà nhiều ông ấy chơi bắn bọn bọn tôi ấy, các ông không thể hiểu được là những cái thằng mà nó đã thích chơi bắn cá nhá thì dù nó mất tiền nó vẫn chơi, chứ không phải là chơi bắn cá là để kiếm, cứ chơi bắn cá là để kiếm được tiền, mà đội tôi thích là đội tôi chơi thôi. Đấy, nó kiểu như vậy, mặc dù nó mất tiền, biết là mất tiền nhưng vẫn chơi. Đặc biệt những lúc mà uống rượu vào ấy, là chơi khủng khiếp luôn. Đấy. Đẹp ngay đúng không? Đẹp ngay. Quá đẹp. Con này thì lại xuống xỉu này. Con này xuống xỉu này.
chốt nốt tay cuối anh em nhá. Tay này là nếu mà ăn là đã 5 ăn 4 rồi đấy. Tay này ăn cái là lại về cái vốn mà bắn cá ngay. Mẹ cay thực sự luôn. Ok, 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 ngon lành luôn anh em ạ. Đấy, thế là chung quy lại là có 32M mang vào bắn cá, còn 21M. Và nãy giờ chỉ đụng vào 1M thôi mà đánh lên được tầm khoảng 15M. Quá đỉnh, còn 3M nữa đúng không? Thì thôi, cái video của mình ngày hôm nay xin phép dừng đây thôi anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của Minh Lâm. Chào tạm biệt anh em.